xin chào tất cả bạn. Ha, các bạn có biết đây là cái gì không? Đó chính là cây búa của Thor. Rồi, với bài tập ngày hôm nay thì chú em Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn làm về bài tập cây búa. Ai mà làm bài tập cây búa này có thể chơi rất là vui vẻ. Quánh thu si ra gì ra này, ai thua bị gõ phong đó. Và giờ đây bắt đầu vào bài tập của mình thôi nào. Rồi, và để làm được cây búa thì đầu tiên chúng ta hãy dùng một quả bong bóng màu gì bất kỳ, chú thề Mini dùng màu đỏ nha. Rồi, bơm lên khoảng 1, 2, 3, 3 hơi rưỡi. Đó, trừ một đoàn nè. Xì đi và cột lại. Cây búa thì rất là đơn giản thôi. Về bài tập về con sâu, bạn nào mà đã tập làm được con sâu rồi thì chắc chắn sẽ tập làm được cây búa này. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo một đốt nhỏ. Đó, một đốt nhỏ. Xong tạo một cái khoanh nhỏ thôi nha. Đó, tầm 4 ngón tay. Bóp một cái nhẹ. Đó. Tiếp tục tạo thêm một đốt nhỏ nữa. Và thêm một cái phanh nữa bằng cái phanh này. Bóp một cái nhẹ. Luồn qua. Rồi. Rồi chúng ta ở cái khoanh giữa này thì chúng ta sẽ tạo 3 hạt đậu gắn vào đây luôn. 1 hạt đậu gắn vào. 2 hạt đậu gắn vào đó luôn. Gắn vào. Rồi 2 hạt đậu thôi cũng được các bạn. Đó. Nó sẽ ra như thế này này. Đó. 1 hạt đậu, 1 phanh, 1 hạt đậu, đó, 1 phanh và 2 hạt đậu gắn liền vô cái phanh luôn. Sau đó chúng ta lại tiếp tục tạo một hạt đậu nhỏ nữa và một cái khoanh. Rồi tiếp tục chúng ta tạo một hạt đậu. Rồi cái bong bóng này dư chúng ta ngắt nó bẻ đi. Xì đi. Rồi chúng ta sẽ cột vô đây luôn. Rồi cái hạt đậu đầu tiên chúng ta cũng sẽ cắt cái dấu cái cột bong bóng đi. Đó. Như vậy là chúng ta đã được 3 khoanh. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái cán. Chúng ta sẽ bắt đầu làm cái cán. Cái cán thì là màu gì cũng được, chủ là màu vàng nha. Bơm lên khoảng 3 hơi. 1, 2, 3. Rồi ok. Trừ ở đây. Đó. Rất là dài. Rồi xì đây nè. Cột lại. Rồi việc đầu tiên chúng ta sẽ tạo một khoanh. Đó là một hạt đậu nhỏ nha các bạn. Đó. Xong. Đó. Hạt đậu này lại. Như thế này. Sau một hạt đậu nhỏ nữa và đậu và một hạt đậu nhỏ nữa gắn vào đây luôn. Một hạt đậu nhỏ nữa gắn vô. Ba đậu nhỏ. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ luồn từng phanh một vô. Một phanh, hai phanh, ba phanh. Đó. Sau đó chúng ta sẽ tạo 3 hạt đậu ở phía bên này, giống như bên này. 1 hạt đậu. Đó. 2 hạt đậu. Đó. Kỹ thuật này các bạn. Các bạn để cái ngón tay cái đặt vào cái chỗ nối. Đó. Sau các bạn bóp cái ngón tay cái thật mạnh cho cái hơi bóng bóng nó dồn lên. Và đồng thời cái tay này các bạn cũng bóp. Đó. Bóp mạnh để cho bóng nó dồn lên. Đó. Rồi chúng ta xoay vào. Tiếp tục 1 hạt đậu nữa. Bóp thật là mạnh nha các bạn. Thật mạnh thì nó càng không bể. Thật là mạnh. Rồi tiếp tục kỹ thuật ngắt thì các bạn cũng biết rồi đúng không nào? Chúng ta bóp thật là mạnh nè, bóng nó sẽ dồn lên nó không bị bể đâu, bóp thật là mạnh đó. 1, 2, 3 chúng ta giật mạnh quá. À, ai trời cứng gắt. Yeah. Cuối cùng cũng ra. Thì đi. Cột lại. À. Và chúng ta sẽ gắn nó vào cái này. Nó ở giữa. Xong. Con như vậy đã xong cây búa rồi. Cây búa, ai mà làm được cây búa này chúng ta có thể chơi một trò chơi rất là vui nhộn. Đó chính là chơi quánh tù xì, ai bị thua gõ đầu. Đó. Rồi và bài tập cây búa ngày hôm nay đã xong. Chúc cho tất cả bạn thành công. Và nó rất là đơn giản thôi. Những bài tập trước bạn nào đã biết làm rồi thì những bài tập sau thì hầu như nó sẽ không khó. Chủ yếu là chúng ta sẽ biết được cái hình đó như thế nào và chúng ta làm theo thôi. Các bạn hãy cố gắng nha. Và như thường lệ, đừng quên like, share clip cho chú Hề Mini, subscribe kênh nếu chưa đăng ký. Và cũng như là muốn con gì về clip sau thì hãy bình luận phía bên dưới. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye. Bong 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 bong. Ôi dạ, trời ơi.